Với tinh thần mềm mỏng nhưng cương quyết, các tổ công tác đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung tuyên truyền vận động người dân ở nhà, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chống đối và cố tình vi phạm. Ghi nhận thực tế trong ngày 27 tháng 7 cho thấy, lực lượng chức năng tại phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân đã lập chốt, tăng cường kiểm tra nhắc nhở người dân ra vào khu vực. Qua đó đã xử lý được một số trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Bắt đầu triển khai chốt ở đây lúc 7 giờ 30 sáng nay, lúc giờ cao điểm, có lúc lượng phương tiện đi lại rất đông. Thì gần như là đa số là họ đều có những giấy tờ liên quan như chứng minh thư này, những giấy tờ xác nhận của cơ quan nơi để đi lại trong thời gian giãn cách. Còn những trường hợp nào liên quan không có những giấy tờ đấy thì bọn anh sẽ yêu cầu để bọn anh kiểm tra, nếu mà không có chứng minh được cái việc để đi lại trong những trường hợp không cần thiết thì bọn anh sẽ cương quyết để bọn anh xử lý. Tổ công tác đã xử lý được 3 trường hợp. Một trường hợp là liên quan đến không có giấy tờ thì con gà đang phải tạm giữ phương tiện. Hai trường hợp đã xử lý và đã phạt, là mỗi trường hợp phạt 1 triệu đồng. Ngày thứ tư thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố, nhìn chung số lượng người và phương tiện đổ ra đường giảm rõ rệt. Khi phải di chuyển qua chốt kiểm dịch, mỗi người dân đều có lý do của riêng mình. Chỉ ra đường để đi thu gom hàng thôi, nhu phẩm, biêu kiện thôi. Cái việc lập chốt này là để chống dịch khỏi lây lan thôi. Tốt cho mọi dân thôi, mà cũng mong dịch nhanh thoát để còn mọi người còn hoạt động lưu thông ấy, hàng hóa. Hôm nay thì lực lượng chức năng lập ra những cái chốt này thì mình kiểm soát được cái lượng người ra ngoài. Thì theo nghị định 16 là hạn chế ra ngoài thì mình nên có những chốt này để kiểm soát được lượng người ra, để đảm bảo được an toàn trong mùa dịch này. Hôm nay mình đi ra đường thì mình cần có chứng minh thư với giấy thông hành để mình có thể lưu thông được trên đường. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nhiều xã phường trên địa bàn Hà Nội đã lập chốt kiểm soát. Trong đó, một số huyện đã lập chốt ở 100% các xã và thị trấn. Việc lập chốt này nhằm góp phần kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân, yêu cầu người dân chỉ nên ra ngoài trong các trường hợp thật sự cần thiết và cấp bách để hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Việc thôn cách ly với thôn và xã cách ly với xã là chủ trương kịp thời và rất cần thiết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay.